Hello và xin chào lắm cho anh em quay trở lại Phương Thảo Fishing. Thì đợt gần đây rất nhiều anh em mới vào chơi cái bộ môn lục này, nên là cũng nhiều bác chưa biết bộ cả ninh lưỡi lục này mới lại vào chụp như thế nào. Thì hôm nay em sẽ làm cái video hướng dẫn các bác một cách cụ thể và nhanh nhất để anh em setup một bộ đồ để đi đánh các bác nhé, dành cho những anh em nào mới vào nghề này, mới tập chơi. Đây em sẽ hướng dẫn theo cái cách mà em vẫn hay làm. Thì vào chụp lục ấy thì nó có hai phần, một phần linh đấy, linh để buộc vào lưỡi với một phần vào cần cần máy hay là cần tay đều như nhau quá nhá. Cần máy thì cứ cô vào máy còn kéo vào cần thôi, còn đâu cần tay các bác sẽ siết chặt vào ngọn cần đấy. Phần lưỡi đầu tiên, phần lưỡi em sẽ buộc vào cái phần lưỡi này cho các bác xem trước này để rõ anh em xem. Đó, nó cũng hơi ngược tay nhỉ. Phần lưỡi. Ok. Đây, đánh một bằng tay thì các bác nên chơi dù là tốt nhất nhé. Đấy, đặc biệt là những loại dù tàng hình kiểu như là nó vừa màu tảo này thì cá nó không bị nhát. Đấy. Còn nếu anh em đánh cước thì gần như là dễ nổ lắm. Em đánh mà hẳn cước săn hàng 32-60 kia mà đôi khi nó còn nổ ạ. Cước 12 này các bác này. Đấy, cước 12 đôi khi nó còn nổ mất cả lưỡi. Bởi giật nó rất là sốc. Đây lưỡi thì có nhìn rõ không? Để lấy nét con xem nào. Đấy, lưỡi có cái lỗ tròn này này. Đấy, có nhìn chưa? Rút rủ qua. Em làm cái này nó cũng hơi bị ngượng tay các bạn. Rút rủ qua. Đấy, có nhìn nó sẽ thừa là hai cái đầu dây như này các nhá. Đấy, thì bác sẽ vấn này. Vấn cái này khoảng để qua cái đút cái chọc đôi này qua này sẽ thừa hai đầu dây, có vấn khoảng 4 vòng thôi các bạn. 4 đến 5 vòng. Thường thường em chỉ 4 thôi. Bởi dù này nó chắc. Nó siết độ siết vào nó rất là chắc các bạn. 1 này. 2 này. 3 này. 4 vòng. Đó, xong anh em đút qua cái lỗ này của nó này. Đút qua lỗ của nó. Đấy, bác nhìn chưa? Kéo thít. Chết ngay. Đấy em nhìn chưa? Kéo thít phát chết ngay. Rất là chắc, không hiểu tuột được các bạn nhá. Nó không hiểu tuột được cái chỗ ở đâu. Đó, ok ngay. Đấy. Thường thường ấy, thường thường mà anh em mình làm linh trục này thì các bác sẽ làm khoảng chung là em thường thường em làm sẽ khoảng 40 phân này. 40 phân. Các bác nhìn chưa? 40 phân xong rồi gặp đôi các bạn. Gặp đôi các bạn rồi các bác thít hai vòng tròn. 1 này. 2 đó. Đấy, sẽ thít hai vòng thì nó sẽ thừa làm cái này tí anh em móc vào bầu ninh cho nhìn nhá. Đấy, tí móc đi. Tôi ok. Sẽ cắt cái phần thừa đi. À, ok. Đó, thế như này này anh em đã xong rồi cái phần ninh của lưỡi các này. Này, ok nhá. Ninh ở lưỡi. Để tạm nó qua đây. Bây giờ nó vào phần ngọn cần. Đây bình thường là ngọn cần, ví dụ như đây nó sẽ là cần 4 mét rưỡi các nhá. Cần 4 mét rưỡi. 4 mét rưỡi thì thông thường ấy các bác sẽ đánh tối đa cũng sẽ là chụp là 4 mét rưỡi như đơn đài bình thường thôi. Nhưng mà với em đánh ấy, để an toàn cho bản thân mình này, an toàn cho bản thân mình với cái người mình ngồi ở bên cạnh ấy, thì thường thường em sẽ làm ngắn hơn đốt gốc này. Đây, ngắn hơn khoảng 1 mét để chẳng may mình có giật ấy. Đôi khi là vào người mình nó sẽ không vào đâu các bạn, nó vào người bên cạnh ấy. Thế là nó cũng rất nguy hiểm nên em sẽ làm nó ngắn hơn một đốt gốc để phật cái lưỡi nó bay nên không chạm vào người ta đấy. Nó sẽ an toàn hơn. Đó. Đây tiện đây là đang cần 4 mét rưỡi các bác nhé. 4 mét rưỡi này. Đây thì ngọn đinh của nó đây. Anh em sẽ vào ngọn này. Đây em sẽ phải lấy nét cận cảnh cho anh em. Đây các bác cầm một đoạn dây như thế này nha. Để thẳng song song với cái ngọn đinh này. Các bác nhìn rõ không? Song song ngọn đinh này. Sau các bác lấy cái đầu này các bác vốn lên đây. Như này các bác nhé. Vốn lên khoảng 4 vòng thôi. 1 vòng này, 2 vòng này, 3 vòng này, 4 vòng. Đó, xong rồi các bác đút qua cái lỗ này. Đấy, thít vào, thắt lên. Đấy, rất là chắc coi nhá, rất là chắc. Bởi vì cái khe của cái ngọn đinh này ấy, nó rất là lớn. Mẹ nó có cái cao su ở chỗ này rất là chắc các bạn. Kể cả mất cái cao su này cũng không ảnh hưởng gì đâu các nhá. Để cái khe này rất là to, ngọn của nó là 28 ấy. Thì kiểu dây dù bác thít vào 5-6 vòng vẫn thít ok. Các bác nhìn cái ngọn đinh của nó lớn thế này cơ mà.
thịt vào rất là chắc. Em cắt cái phần thừa này đi này. Ví dụ như đây là cần này thì nó đang là 4 mét rưỡi các bạn này, 10h 4 mét rưỡi, thì anh em sẽ kéo trục khoảng 3 mét rưỡi để giặt cho an toàn. Còn bình thường các bác cũng có thể là mình đánh 4 mét rưỡi thì đánh bằng cần như đánh đôi đài đều được, nhưng mà để an toàn cho cái người mình ngồi bên thì các bác nên là đánh 3 mét rưỡi để giật lưỡi tránh vào mặt đấy. Đó thì 3 mét rưỡi đây, em sẽ đo thử theo 1 mét này, 2 mét này, 3 mét này, 3 mét rưỡi. 3 mét rưỡi thì là sẽ lấy trục khoảng 3 mét bởi vì linh của lưỡi kia đã được khoảng 4 đến 50 phân rồi. Em cắt. Cắt luôn. Đấy, và sẽ làm chặn các bác nhá. Nhiều bác cũng không biết làm chặn cái này đâu. Có bác này cứ để cái hạt chặn ở dưới, mỗi lần mình giật đấy thì nó lại tụt chặn xuống, kéo lên kéo vào hỏng hết chặn. Em làm nó có chặn bằng linh thì không bao giờ tốt được. Đây cái này nó sẽ là chỉ ở cái chặn phao các bạn. Đó này, hạt chặn như đơn đài thường thôi. Linh thường thường là đây, đây là bình thường. Đấy, linh phao này các bạn. Linh đút vào phao nhỉ. Đấy xong rồi vào linh để anh em một tí xếp lưỡi các bạn. Đấy, bây giờ đến cái phần ninh của lưỡi các bác này. Ninh của lưỡi thì các bác gập dù đôi vào, các bác nhìn chưa, gập dù đôi vào. Đấy, như này nhá. Xong các bác con xỏ qua cái ninh của nó. Xong rồi anh em ta cũng quấn đến khoảng 4 vòng. Một vòng này, 2 này, 3, 4. Cái dù này anh em còn siết 4 vòng là chắc lắm rồi. Xong rồi đút qua cái lỗ này để thết thôi. Nó rất là nhanh ấy. Đây em hướng dẫn các bác bao lâu ấy, chứ bình thường em buộc cái này chắc ở trong 1 phút này, rất là chắc, thịt rất là chắc. Đấy các bác cũng cứ nên để một chút để phần thừa này nó chảy hưởng đó. Rồi thì sau đó thì các bác sẽ mắc phao vào lưỡi đây. Lưỡi cảm bao sáng là dính rồi. Đây phần lưỡi coi nhá, đó nhìn nhờ, đây là phần lưỡi này. Thì cái linh to này anh em sẽ mắc vào lưỡi. Rồi, ok. Đấy, ok. Linh nhỏ có sẽ mắc vào phao. Đây em ví dụ đây vào phao. Đấy. Mở qua nhìn nó ok luôn. Rồi, thế xong. Đấy về độ chắc chắn như vậy là anh em buộc nó thít như vậy ấy, thì nó rất là chắc, nó sẽ không giờ nó tuột nó bung đứt được đâu các bạn ạ. Đảm bảo anh em là cứ câu chán này thôi, không giờ sợ đứt. Mình bình thường ấy, bình thường như em đánh ấy, thì thường em sẽ chỉ đánh bằng dù này là chắc nhất các bạn. Đấy. Coi nhìn dù với lại hai là nó cái màu ấy, như kiểu màu tảo ấy, nó gần như là anh em xuống nước nó sẽ tàn hình, thì mình đánh cá nó sẽ không bị nhát coi nhé. Cá không bị nhát đâu, mà kiểu nó giống cái màu tảo này. Lần trước em có lần em mắc câu thì cái dù này nó nằm ở bên trên mà nhìn nó chấm cỏ, nó lên nó đớp, nó nuôi cả cái dù đi các bạn. Đánh rất là yên tâm. Đó, với đặc biệt là anh em mới vào nghề hoặc là các bác đánh chỗ nào ấy mà nó chưa quen địa hình đấy, mình mới tập đánh đủ mà chưa quen địa hình thì các bác nên lấy cái lưỡi rẻ tiền đấy các bạn, lấy lưỡi rẻ tiền thì các bác xuống các bác dò đáy trước. Đây ví dụ như các bác đây những loại lưỡi này rất là rẻ thôi, lưỡi này chỉ có 50.000 một cái này. Đó. Đây là thép Nga các bác nhé. Thép Nga đấy, lưỡi rất là rẻ thì anh em phải dùng cái lưỡi rẻ này trước, các bác xuống dò đáy xong rồi nếu mà cảm giác mà đánh nhiều nó ok thì các bác có thể dùng cái lưỡi xịn được. Đây là mẫu lưỡi xịn coi nhá. Đấy lưỡi này thì nó đắt gấp đôi cái lưỡi thép Nga này, mà độ bền của nó thì nó bền hẳn luôn đấy, các bác chỉ đánh gần như chỉ có mất con hỏng trong cái hỏng, bởi vì thép này, thép nó không dỉ ấy, nó không bị quăn đánh chán thôi. Còn những anh em nào mà mới vào nghề thì các bác sẽ phải nên lấy thêm cái bộ lưỡi dự phòng. Đấy hôm nay tất cả đồ em bộ cho khách thì gần như ai cũng đều lấy một đến hai cái lưỡi dự phòng bằng thép Nga này. Đấy đánh chung là thép này cũng rất là cứng, rất là đẹp đấy. Kiểu như là mình đi đánh ấy, thì cây cối ở dưới nó bị mắc nhiều quá. Nếu mà mình mà cứ chơi đồ xịn ấy thì xuống ấy nó chẳng may nó mắc phát kéo đứt rất là tiếc. Đấy anh em cứ chơi cái lưỡi rẻ rồi dò đáy xong cứ đánh trước.
mặc dù là rẻ thôi mà chất lượng nó cực kỳ cao đấy, bởi vì đây các bác nhìn tay em làm cũng toàn là đồ cứng hết, tay rất là cứng, cứng cáp, có nhìn lưỡi rất là cứng cáp, đóng còn lôm mới mới ngoài đâu, nó không như cái lưỡi anh em mua có 15-20 nghìn đâu, các bác đừng mua lưỡi 15-20 nghìn, cái lưỡi đấy chính là đánh mày đắt tiền đấy, bởi vì cái lưỡi đánh rất nhanh hỏng, đánh 1-2 buổi cái loại ấy về nó ngoài rồi, còn cái này các bác đánh chán thì ngoài rồi, nó chỉ có bị hani thôi, còn đâu là về chất lượng thép mấy kia thì cực kỳ tuyệt vời luôn đấy. Đấy, đối với lại chỗ anh em mà mắc hay đánh nó hay bị mắc. Đấy, và đường qua đây em cũng tâm sự các bác là các bác mà khi mà cái lưỡi này nó đã mắc xuống gốc cây hay là mắc lên nước, các bác đừng nên nặn nhé, bởi vì nặn xuống đấy rất là nguy hiểm đấy. Ngày xưa cái đợt hồi em nhớ là đợt em trong khoảng 3 năm trước em có mắc xuống đâu đấy, nó mắc cái gốc cây các bạn, thì nặn xuống để lấy lưỡi lên thì mực nước của nó đấy có hơn 2 mét thôi, thì em xuống em nặn thì em sờ cái lưỡi rồi, thế có quái nào sờ nó móc luôn tay các bạn đấy, thì lúc nó móc vào tay ấy, mình gỡ nó không ra, mà gỡ ở cái gốc cây nó không ra, mà gỡ tay mãi cứ gỡ được lưỡi này thì lưỡi kia nó móc vào, thế lúc đấy mình đuối oxy các bạn, lúc tầm đấy là mình đuối mình thở kém ấy đấy, cảm giác là sắp ngạt này, thì em cố răng răng ra để nó rách thịt ra xong mình bơi lên, rất là nguy hiểm anh em nhé. Nên là từ cái lần đấy không bao giờ em nặn xuống em mò lưỡi đâu, giờ chỉ có một là nó mắc vào những cái ấy, mình cứ kéo làm sao kéo lên được thì lên, không lên được đứt thì thôi đấy. Mấy thứ hai là anh em mình chơi dù ấy, thường thường là nếu mà mắc vào những cái bao tải hay cây nhỏ nhỏ là bác kéo kéo lên được ngay, chứ không không sợ đứt, là đánh nó sẽ yên tâm hơn. Và một số anh em có hỏi em là đánh lục ấy thì có nên là đánh bóng mồi không, thì em hỏi các bác là bình thường như làm cái ổ mồi của mình nó ở đây này, đây là ví dụ ổ mồi nhá, và cái lưỡi của mình nó nằm ở đây, đấy, các bác có hiểu hình dung không, đây ổ mồi nằm đây, thì thực chất đấy các bác có bó mồi vào đây thì nó là vô nghĩa các bạn, nó chẳng có tác dụng gì đâu, hoặc là anh em mình cho, đặc biệt là các bác nhiều bác cứ sợ nó lệch để cho lò xo vào giữa cái này, thì mục đích cho lò xo vào đấy thì các bác bó mồi cho vào đây thì nó hay bị sờn cái dây trục các bạn, nó sẽ nhanh cực kỳ nhanh hỏng cái dây trục này, cái dây ninh đây, quả dây ninh thì nó hay sờn mà nó rất nhanh hỏng đó, và nó không có ý nghĩa gì cả, đặc biệt là đánh lục các bác không cần phải thay mồi, kể cả bác nào mà có bó bó mồi vào đây rồi nhé, các bác có bó mồi mà không sàu đấy, bó mồi vào đây thì cũng không cần phải thay mồi đâu anh em ạ. Đấy, nhiều lúc chán quá thì mới phải thay, nếu mà các bác thấy mà phao mình nó không tín hiệu, tức là không có cá con nó phá, thì mồi của các bác ta này nó cũng chỉ nằm ở vị trí quanh quanh lưỡi này các bác này, đó nó sẽ nằm vòng quanh ở cái lưỡi này, thì thực chất con cá vào ăn mồi ấy, nó sẽ đè vào dây các bác ạ, đây con cá nó bơi lòng nhoằng nó sẽ vào đè vào cái dây 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 ni các bác này, đấy nó sẽ đè vào dây đó, và khi nó đè đúng không, dây đang căng như này đúng không, đang căng của phao này, nó đi nó đè vào chỗ này thì lập tức là quả phao của mình nó sẽ bị chìm xuống, nó nhún xuống đấy, nó nhún xuống hoặc là mình giật là con cá đang ở phạm vi cái lưỡi nó sẽ dính ngay. Còn đối với anh em mà đánh một ổ này rồi ấy, thì các bác kể các bác có đặt lệch ổ này, lệch ngoài đây lệch ngoài kia, lệch chát vào đây, con cá to nó vào các bạn, cá to cái vùng hoạt động của nó lớn lắm, mà nó khi mà nó định nó đã ăn ấy thì nó sẽ đi vòng vòng, vòng. Thì chắc chắn là nó sẽ đè ngay các bác ạ. Đấy con cá to, ví dụ các bác bảo con cá 4 5 cân hoặc 6 7 cân ấy, nó rất là to, người rất là dài. Đấy và nó ăn nó sẽ đi vòng vòng quanh thì chắc chắn là nó sẽ đè vào dây trục của anh em và nó sẽ lún xuống là bạn giật là chết ngay. Đấy, ngay. Đó, và đặc biệt là anh em mình chơi lục thì thực ra là em thấy là đánh tì là hiệu quả nhất các bạn. Đây, toàn đồ tì các bạn. Hiệu quả và bền nhất. Bởi vì thực chất ấy cái đồ tì ấy là con cá của phao của mình nó đang nằm ở trên đây đúng không các bác, con cá đi vào giữa đây là của phao mình sẽ lún xuống là mình giật cái là ăn ngay, còn để về bành ấy, em đánh nhiều lần em đánh bành thì thấy là thứ nhất là phải con cá nó ăn nó duỗi cái lưỡi này các bác, nó đẩy cái lưỡi này của phao nó phòi lên các bạn, đấy nó ăn nó duỗi lên thì lưỡi nó đẩy lên thì phao nó phòi lên được đấy, hoặc là con cá mà nó đi qua đây trục các bác này, đi qua đây trục này đấy, của phao mình nó chìm một phát xuống xong bắt đầu cái đi nó lẩy lên đấy, nhưng mà nhiều phát em thấy nó lẩy mình giật đấy là nó bị mất nhịp rồi, nó bị mất nhịp các bạn, thành ra là đánh bành em cảm giác đánh cực kỳ là khó nhai luôn và nó không hiệu quả. Mới tiếp theo là về lưỡi lưỡi bành các bạn, lưỡi bành ấy thì cái thép của nó nằm cực kỳ là mỏng, nó cực kỳ là mỏng luôn, và cái dây lưỡi này, cái dây ở bộ cái lưỡi các bạn thì nó cũng bé tí các bạn ạ, nó cũng bé tí. Thế một cái lưỡi em thấy hiện tại bây giờ anh em đang bán trên kia là cái lưỡi khoảng 50 nghìn, thì thực nhìn nó thép của nó mỏng teo rồi, nếu mà các bác mà dằm bằng cần tay ấy thì lập tức là bửa lưỡi ngay, nó sẽ bửa bửa hẳn cái phần thép ngay bởi nó rất là mỏng
đó, và cái phần cước của nó chắc nó rằng được một vài một bữa thì cước của nó sẽ nào gãy gãy cước đây, cái cước của nó đồ bành rất là mỏng, cước gãy cước luôn. Đánh bằng cờ tay này anh em không để chơi được mà cái loại đấy con nhá, không không chơi được đồ bành đâu, mặc dù lưỡi của nó rất là nhẹ đấy nhưng mà đánh nó không hiệu quả đâu anh em ạ. Các bác cứ phải chơi đồ tì vừa bền và hiệu quả. Nhiều anh em ở trên mạng em thấy nói là đánh cần tay thì 5H 6H, thực ra 5H 6H không đánh nổi, ít phải 10H, đánh 5H 6H xong rồi lại và đánh bằng lưỡi bành ấy, thì đồ của mình đánh nó rất là nhanh hỏng luôn. Đấy, lưỡi bành thì nó nhẹ mà, lưỡi bành nhẹ thì cần để đánh cho cần 5H 6H nhưng mà đánh không nổi là lưỡi cũng rất nhanh hỏng và cần cũng cực kỳ nhanh hỏng. Nếu em làm nghề mẹ đánh cũng được năm kinh nghiệm mà chắc chắn phải 4-5 năm rồi, thành ra là cái đồ này mà em setup cho các bác đánh thì nó phải sao nó là bền nhất có thể đấy, bền nhất có thể. Cái độ cứng nhất là quả cần phải cao, thứ hai đồ phải bền nữa. Các bác nào đã dùng lưỡi của em thì biết đấy, mặc dù cái lưỡi 50.000 thì các bác đánh chát nó chẳng phải hỏng được, nó chỉ có han đi nó cũ đi thì anh em thay thôi đó. Và cần đấy, cần thì thực ra là em thấy là nếu mà so các dạng đánh thì anh em đánh 10H là sẽ là chắc là tầm trung mà là ngon nhất và bền bỉ và rẻ đó. Đó là về phần lưỡi, còn thứ nhất là về phần phao đấy. Phần phao thường thường là em hay đánh là phao 20 hoặc là phao 12. Thì những phao mẫu như này thì các bác đừng nên chơi phao nhỏ nhé, bởi cái phao nhỏ nhỏ bé bé đấy, nhiều bác em thấy là chơi cái loại nó bé tí à, cái loại có 15 20 thì các bác chơi cái phao đấy thì giật nó hay bị hụt cá. Thì nó như thế này các bạn, ví dụ nhá, đây cái lưỡi của anh em mình đang nằm ở đáy này, đây cái lưỡi mình anh em mình đang nằm ở đáy này đúng không, thì con cá đi qua nó đè có lúc đè cao lúc nó đè thấp các bạn. Nếu mà con cá mà nó ví dụ như mà nó đang ở lưỡi các bạn, nó đè thấp ấy, thì kẻ các bác không đánh bằng phao hoặc là đánh bằng phao đài các bác có giật bớt bớt dính đấy, nó nằm ngay đây mà con cá đang nằm ngay phạm vi lưỡi các bác giật cứu gì cũng dính đấy. Nhưng mà nhiều lúc con cá đè cao á, ví dụ nó đè cao này đấy, nó đi tận trên này cơ, nó bơi tận ở trên trên này thì các bác giật đấy, đôi khi thì chắc chắn là phao phao nhỏ hoặc phao bé đấy, thì các bác sẽ giật nó sẽ bị chéo về hướng người giật đấy. Thành ra ví dụ con cá đang bơi ở đằng đây, từ từ cái mạn đang chéo này vào đây, ví dụ con cá bơi cái mạn nó vào thì mình ngồi đây mà nó giật nó sẽ chéo về phía bên này thì các bác giật nó sẽ hụt cá ngay đấy, trừ khi con cá phải nằm sát ở cái lưỡi này thì các bác giật mới chết. Nhưng mà đâu phải lúc nào con cá nó cũng nằm ở sát lưỡi đâu đúng không anh em, thì có lúc sẽ đề cao thì các bác giật nó sẽ chéo về hướng này thì các bác giật nó nuôi sẽ bị hụt đó. Thì lý do làm sao anh em cũng chơi phao to, phao ít nhất là khoảng phao 20 thì bao giờ đấy thì em cảm nhận được nó cái phạm vi mà cái lưỡi nên đứng nó sẽ được khoảng 30 25 đến 30 phân đấy, có nghĩa là khoảng cách khoảng 2 5 3 phân thì cái lưỡi nó sẽ lên thẳng này, xong nó mới chéo về hướng người giật các bạn đấy. Đặc biệt là cũng có phao lớn thì nó như thế thì độ hiệu quả nó sẽ cao hơn nhiều các bạn ạ. Đấy, có nghĩa là mình giật khoảng 25 đến 30 phân thì lưỡi nó mới chéo hướng mình thì tỷ lệ đóng cá rất là cao. Những con nào mà nó bơi đang bơi cao cao ấy, bơi khoảng 30 phân giặt vào vẫn dính đấy, là đánh nó rất là sướng. Còn đâu anh em đánh quả phao bé tí thì thực chất ấy, quả phao lục ấy nó một phần đấy là để báo này, để báo tín hiệu, mới một phần đấy là để giữ cái lưỡi lên thẳng đấy. Bởi vì sao người ta phải nắm quả phao to, phao lục nó to hơn phao đài là như vậy đấy, giữ cái lưỡi nó lên thẳng ở một cái phạm vi nhất định nào đó để tỷ lệ đóng cá sẽ là được cao nhất. Còn những cái quả phao bé tí anh em mà đánh chỉ đánh vuông góc đầu cần ấy, thì các bác nên chọn cái loại đấy, bởi gần như là anh em mình đánh lục thì ít khi mình đánh được vuông góc đầu cần lắm. Nếu mình cứ vươn xa ra các bác giật thì nên chọn nhất là phao 12 hoặc phao 20 là ngon nhất. Còn nếu mà mình đã không chơi được cái quả phao to đấy thì các bác thả các bác lấy cái phao đài đánh luôn, cái phao đài đánh luôn các bác ạ, nó không khác gì đâu, bởi vì cái phao mà đã nhỏ không thể nào giữ được cái lưỡi lên thẳng thì lập tức là anh em sẽ bị hụt cá ngay. Đấy là với kinh nghiệm mà em đánh nhiều năm ấy thì em đúc kết được những cái kinh nghiệm đó, là muốn truyền đạt với anh em để làm sao anh em chọn được một set đồ ấy, đánh nó được hiệu quả nhất. Và ở đây thì cũng có nói là nhiều bác cũng bảo là ở quê em nó nhiều cá, thực ra là không phải vậy đâu các bạn. Quê em thì sông ngòi cũng như ở chỗ các bác thôi, người ta cũng là kích này, cũng là vét này, cũng đánh lưới liên tục à. Đấy có cái chỗ mà hôm nọ em mới lên một đàn cá chấm cá trôi ấy, thì lập tức em lên video đấy luôn ấy, thì ngày hôm sau em đánh là lưới nó răng trước cần luôn các bạn. Đó, răng trước cần luôn các bạn, đánh cần đang xe răng trước cần luôn, bắt đầu kích đi kích rìa bờ luôn. Đây em có thể cho các bác xem một đoạn này. Ui rồi,
đang câu cá, ông đánh lưới ngay đây các bác này, nhìn nó chán thật đấy, thằng câu thằng đánh lưới, để đánh dọc luôn chỗ năng xê của em qua này, đấy nhưng mà cũng chả được con gì. Bữa bác này bác đi đánh cũng là một lạc ở tận tới kia, ông đánh vòng lên trên này nhưng mà cũng không có nào cả, chán. Cầu kéo cho bọn này là kích lắm thật các bác ạ. Anh em nhìn đang lên dí kích đằng kia kìa. Đấy. Cầu kéo mà sao được hả các bác ơi. Kích thế thì cá đâu mà câu. Đó. Thì anh em có thể thấy là cái chỗ này nọ em mới lên cá xong đấy, hôm sau ấy lập tức là người ta kích luôn. Nhưng mà tại sao là em bị đánh nó vẫn được? Bởi vì sao? Bởi vì em đánh lục mới đánh năng xê các bạn. Con cá rất là khôn quá nhá. Ví dụ như là đánh các bác đi kích đi gần đến nó bắt là nó thấy vậy nó chạy ngay. Cực kỳ là những con to cực kỳ là khó bắt nó. Kể cả đánh lưới cũng vậy. Em thấy các ông đi kích thì gần như toàn kích ở mặn địa bờ thì chỉ bắt là rô phi mấy con vớ vẩn thôi. Thế còn đâu những con to là không bắt được. Đánh lưới thì cũng thế. Thành ra là cá to, lượng cá to ở chỗ em cũng như ở chỗ các bác nó còn rất là nhiều đấy. Hôm qua là anh em mình có bắt được hay không thôi. Thường ấy em đánh ở sông ngòi chỗ sâu thì sẽ đánh cái thảo và đánh lục thì nó sẽ được nhiều cá. Chứ còn nếu mà để mà bảo em ra ngoài tự nhiên mà em đi câu đài thì gần như chắc là món toàn tập các bạn. Lác đác vài cá con ấy không có hàng cho anh em xem đâu. Cá thì nó vẫn ăn bình thường mà nó toàn cá nhỏ đấy, còn mình muốn bắt cá to được ấy, thì anh em nên giải cần đục qua đánh đánh ổ ấy, thì nó tiền ở cá nó được nó sẽ cao rất nhiều. Bởi vì nhiều con cá to các bác, nhiều con cá to rất là khôn nhé, nó vào ấy nó chỉ đá qua ổ nó lòng vòng một tí thôi chứ nó không ăn trực tiếp mồi ấy. Thì là mình lúc lúc cũng chừa nó đá qua ổ cái là anh em mình có thể lên lưỡi chặt phát là đó là dính rồi. Thế là tỷ lệ mình được cá nhờ cần đục đánh nó rất là cao và đánh nó cực kỳ hiệu quả. Bản thân em thì gần như là em bắt đồ đi ra sông thì gần như chẳng hôm nào móm lắm anh em ạ. Đấy, chỉ là có hôm nào cá to hẳn hay là con vừa vừa thôi. Còn những loại cá nhỏ nhỏ vừa thì em đến rất nhiều nhưng mà gần như là em sẽ không lên video anh em xem đâu. Những con nào thực sự nó to, thực sự là video thấy hay ấy, thì em sẽ đăng cho anh em xem. Đó, về 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 buộc trục này, đinh này, phao này, lưỡi này. Đó, còn về anh em mình sắp về chọn cần ấy, cần thì thường thường như các bác đánh tự nhiên các bác thì chơi 10H hoặc 12H là ngon lắm rồi. Còn đâu những chỗ các bác nào mà có săn hàng to hẳn ấy thì các bác mới lên chơi 20H. Đó, thì những cái mẫu 10H này các bác này, những cái mẫu 10H như con Gamma này. Con Gamma này nó cực kỳ nhẹ các bác nhé. Đây là những mẫu quần tay nó cực kỳ nhẹ các bác, nó chỉ có 2 lạng thôi. Nhưng mà tỷ lệ bo cá của nó này rất là căng, rất là tốt. Con này đánh cực kỳ bền các bác. Con này thì anh em nó dùng đến bây giờ phải nói là năm thứ ba rồi mà nó cực kỳ trâu bò và bền bỉ các bác ạ. Đấy, em bán ra rất là nhiều rồi nhưng mà anh em nó dùng gần như là ít khi gặp lỗi lắm, cực kỳ trâu bò. Thì sang đợt này đây là bản tiếp theo của con Gamma các bác này. Đấy, con này nó đẹp luôn, con này nó phải nói là đỉnh của đỉnh. Các bác nhìn này những cái đường nóng của nó nhé, em cho các bác xem. Bản này em chưa công bố bán mà nhiều anh em cũng biết nó đã lấy rồi. Các bác nhìn nó có một lớp bọc ở đầu cần luôn, chỉ bọc ở ngoài thôi, một lớp nó gồ ở đây các bác, nó dày hẳn một lớp đấy. Đây là chỉ bọc cần như mẫu của con 20H luôn. Đấy, độ hoàn thiện của con Gamma nó cực kỳ cao và cực kỳ bền. Đấy các bác nhìn này. Rồi, nó không phải là sơn đâu các bác nhé. Nó không phải là sơn thông thường nó qua mà nó có một lớp chỉ ấy. Đấy, cần này nó có bảo hẳn một lớp chỉ chống tỏa lõm luôn. Đấy các bác nhìn này, nó gồ hẳn lên luôn chứ không phải là cái để sơn để chống lổ đâu. Những cái cần đơn đài thì thường là hay là sơn chống lổ nhưng mà cần này nó gồ hẳn một lớp. Bởi vì thực chất những cái cần cứng này ấy, thì nó là những cần đánh câu biển các bạn. Đấy, những cần câu biển thì anh em về mới đánh lục được. Đây là đặc biệt là những anh em ở trong Quảng Nam này, Quảng Ninh này, đa phần toàn lấy cái này về đi câu cá biển các bạn. Giờ những dòng này nó bền lắm ạ.
nó cực kỳ bền bỉ luôn. Đấy, các bác đánh lục ấy thì các bác nên chọn một cây cần nào nó tốt tốt một chút thì mình đánh nó vừa rẻ, nó vừa bền các bạn. Còn các bác mà mua những cây nào mà nó rẻ khoảng 400-500 ấy thì các bác về đánh gần như là nó bộc phát nó nổ phát là mình lại phải mua một cây mới ấy, thì nó rất là tốn. Nhưng cái dòng như này đánh cực kỳ bền, các bác phật chán nó chẳng nổ được. Đó, còn đợt này em về em có thêm một cây phun sen các bạn. Con này cũng phun sen F1. Con này có hai ngọn, một ngọn đinh 28. Một đinh 28 với một ngọn rùa 1:9 để em vừa câu lục vừa câu đài. Thì con này rẻ lắm, con này nó chỉ có mấy trăm thôi. Các bác có thể nó ngang với giá của con gì nhỉ? Con ốt ni các bạn. Ngang với giá con ốt ni, nhưng mà con ốt ni so với cái này không thể bì với cái này được. Bởi con phun sen này ngày xưa cái bản review của nó ấy, thì nó cực kỳ chất rồi. Nhưng bản F1 em đánh cảm giác rất ok luôn. Đấy. Ống của nó như phôi nó cảm giác là nó đanh. Nó đánh mà nó cứng các bạn, đánh nó sướng hơn con cái dòng Otni rất là nhiều, mà giá chỉ ngang con Otni thôi. Bản F1 các bạn nhé. Mấy con Gamma này thì nó có hai ngọn luôn, một ngọn đinh 28 này, một ngọn rùa ni 9. Anh em vừa có thể là kết hợp vừa đánh lục với đánh đài. Con này có luôn bản 8H các bạn. Bản 8H của nó thì có cả một ngọn rùa để anh em câu đài, ngọn rùa của nó 1:6. Đó, và như vậy là em đã hướng dẫn được các bác là cách buộc chụp một sao nó nhanh nhất có thể và chắc chắn. Để anh em có thêm cái kiến thức, cái kinh nghiệm để buộc theo các bác nhé. Bây giờ chắc là cũng dừng video ở đây. Giờ làm hết cho anh em cái đống đồ rồi xong cũng đi nghỉ. Giờ nó cũng rất là muộn rồi các bạn. Tầm này 2 giờ sáng rồi. Tầm này 2 giờ các bạn. Cũng rất là muộn rồi. Bây giờ em buộc đồ cho khách ạ. Hẹn gặp lại các bác trong tất cả video tiếp theo nha.